quê con nấu nướng nữa. Tụi bay qua đây tao nấu cơm rồi tụi bay ăn. Nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Đầu tiên là mình phải cảm ơn các bạn đã đến tham dự với chương trình. Rất là xúc động hình ảnh của người chồng sau lưng người vợ. Và có nghĩa là mình không biết nói như thế nào, nhưng mà các bạn đến với chương trình có nghĩa là cái tình cảm của các bạn dành cho chương trình rất là nhiều, đúng không? Đó, các bạn có thể nói lý do vì sao không? Dạ, thật sự em rất là thích chương trình này. Thích tự thoại con gái luôn. Thích cái sự khuyên của anh chị. Và em cũng mong là lên chương trình này để được kể về chuyện của vợ chồng em, để cho mọi người, nhất là những cặp đang yêu nhau, nhìn thấy và tin tưởng vào tình yêu hơn. Tin tưởng là trên đời này có tình yêu, đúng không? Bạn vì sao? Bạn xem chương trình này nhiều chứ? Dạ em cũng được xem nhiều số rồi. Mà có cặp của bạn cũng bị khuyết tật giống như em á, làm động lực để cho em lên chương trình này. Có phải là cái cặp vợ chồng mà có người vợ đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nay cũng có mặt ở phim trường này luôn. Ôi chào em. Có nghĩa là các bạn có là bạn bè không? Dạ có, bọn em chơi chung với nhau một. Thì em coi em thấy động lực để mình lên đây để mình chia sẻ, để cho những người khuyết tật bước ra khỏi thế giới nội tâm á, để mình sống thật với tình cảm của mình hơn. Ơi, bây giờ chúng ta vào cái phần chào đầu đi ha. Dạ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Em là Phan Xuân Vi, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Vi là em lớn hơn. Dạ dạ em lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi, chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho thằng tôi biết. Em kể cho. Em kể đi. Dạ. Em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm. Xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. Bữa nay con có đến. Ôi trời con đất ơi. Ôi xinh quá vậy. Anh mấy tuổi con, rồi? Con tên gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp la ba. Bây giờ an ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Bây giờ đang kể tiếp cái chuyện mà ông lúc ông xã mất. Dạ. Thì em là em định là em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng cái đứa bạn á, nó mới nói là chị ở đây có một thân mình à, thôi chị về Long An á, có tụi em mà ở đó cũng ngay khu công nghiệp, chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay toàn. Em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này, em dùng từ em kêu tụi bay què không à. Đi làm về còn nấu nướng nữa. Rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Chứ tụi bay đừng có nấu nướng vậy á, rồi lửa củi được không. Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn. Làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì, ba thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em. Còn ổng mà về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng. Tới giờ nấu cơm xong á, kêu mấy đứa kia qua kêu ổng á, thì ổng mới qua ổng ăn. Còn không kêu á là ổng cứ nằm bển á. Trong phòng em có 4 người. Mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi bển, ngồi nói chuyện với vợ em. Còn em về, con bé thì nó đạp xe, nó qua nó nói chuyện cái thấy tội nó quá. Cái con nói với nó là về nói với mẹ đi, để cho chú làm ba con được không. Cái về nó kể sao với mẹ nó. Rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về
ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi, em cấm. Em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Cái vậy khóc. Hả? Trời ơi, hỏi hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Tại con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha. Thương. Xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tiến thì mất rồi. Có ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi vậy cũng mừng quá thiệt tình luôn á. Con chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó thì tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền. Thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền đó được. Để mua một cái gì đó cho con. Để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi, đến hồi con em bệnh đó, bán cũng được. Thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ. Là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó. Em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bắt ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm, ổng nói gì với em á, ổng gọi điện về cho mẹ dưới nhà á, là dưới nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai ba lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ em nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất. Mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó, mắc rẻ gì cũng bán hết đó, để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi. Anh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu. Em cũng tư vấn bạn bè rồi chưa nên. Cái ông nói là không, ông quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa mà, cần thiết. Nhưng mà ảnh bị cái gì? Nó bị nhẹ em chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè nói là chưa cần thiết, để cho bé lớn lớn một tí rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn vậy? Rồi cưới nhau, rồi có thấy tật xấu của nhau không? Hay là cái chuyện tốt hết? Đó, cười kìa, mong muốn thay đổi luôn. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè? Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu em vơ, sao? Giận hờn vu vơ. Dạ, ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á, nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao. Nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc con đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con... Em nói là đừng quan trọng chuyện mập ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình, con vẫn tồn tại được. Bây giờ An ơi, bây giờ An ơi, dạ. Sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy? Con nói đi, con lên đây nè. Sao em khóc vậy? Em khóc. Nói bác nghe coi, sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không?
Bác Vân thấy như vậy nè. Gia An 5 tuổi rồi. Một năm sau là Gia An vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ. Mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè. Đúng không? Tức là tất cả các bạn đều như vậy hết. Mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè. Ba và mẹ chỉ là người sáng dậy á, là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình đút cơm cho mình vậy á, thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè. Con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để làm chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ. Đúng không? Lúc nào con bảo vệ cho em. Đúng không? Trời ơi thương. Giang có muốn nói gì với ba không? Nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Nói ra ôm ba. Con yêu ba. Sợ mẹ buồn không kìa, ớ mẹ ganh kìa Giang ơi, mẹ ganh kìa, mẹ ganh kìa, ít trời đất ơi. Thương quá trời luôn à, hôn lắm á. Ừ. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng, tại vì chị có con gái chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó đó, mặc theo cái ý của nó. Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ, em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng đi nha. Em cũng muốn ảnh thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp á. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp, hoặc là công việc về nhà thuốc á, thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ảnh không chịu học nữa. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ cái nguồn thu nhập của em á, là nó là do những công việc tự do của em? Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán tức lại. Tức là mua đi bán lại đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để anh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. Anh làm như vậy và anh cảm thấy tự tin với cái việc mà anh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi. Chị chắc chắn anh sẽ làm được, bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi, thì em phải tin là chồng em sẽ làm được. Mà bản thân chị cũng vậy, chị chắc chắn là em tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Cảm ơn lời khuyên. Xin cảm ơn ạ. Vợ em là cũng có trục trặc, thì giờ đây là cơ hội của mình. Tụi em vẫn có thể hàn gắn được, em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân, hiện là em là nhân viên check in của hãng hàng không. Hiện nay em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi, em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay, em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi, chứ cũng chưa có nghĩ gì hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai, bạn gái hết rồi. Rồi vậy tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng không cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm, yêu nhau 6 tháng. Dạ. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay, không có yêu? Dạ, không có yêu. Bạn bè? Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với là chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết, nhưng mà lại mời em đi cà phê rồi tỏ tình với em. Bạn cái đấy là nó nhanh đúng không? Dạ không, tại vì cái, trong thời gian trước đó 3 năm á,
Thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này thấy vợ em lại cũng có trục trặc, lại có hoàn cảnh y chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì đây là cơ hội của mình. À vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cách đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô. Nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ. Thực sự em hoang mang tột độ luôn. Tại vì em không em, nghĩ ra em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh là thôi anh làm em sợ quá em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm giác thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được, cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Nghe nói thì em giận lắm. Giận luôn. Em đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe đi về. Đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hội liên lạc luôn. Quế đúng không? Cái sau 3 năm cái một cái buổi là tiệc họp mặt bạn bè. Lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái dắt bị gài. Muốn mà thực sự là có gài không hay là vô tình? Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh? Ủa là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn rồi. Cái em mới lôi anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm. Tại vì em khó chiều lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi kì. Ủa nhưng mà bên này chưa kịp trở tay luôn là sao? Dạ, đang nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy vậy em đưa đưa môi lên lại em tới luôn. Tới liền chứ. À, tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng rồi. Rồi từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng rồi. Rồi từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới? Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa, nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Mà lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Em cũng lớn tuổi rồi. Gặp một nàng dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè, cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải em nói lầm rầm mong lầm rầm dữ chưa dạ. Hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương, xong là lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết, nó như nếu bằng tay vậy lật tại vậy lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà dụ cụ thể đó? Dạ, ví dụ như là rất là dữ lắm, đánh chồng như là con vậy. Được luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn á là ha, em đứng dưới đất thì vợ nhảy em giường chống nặng nắp vậy. Sao chồng mà là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa trong tưởng tượng đồ ở trong phòng thì quăng chút qua cửa sổ, máy tính, tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng thôi. Quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa hai bạn ở đâu? Ở nhà. Mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi, nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ dậy. Mà đồng hồ reo thì reo, ảnh ngủ à. Chứ anh nếu mà vậy thì đi trễ. Không, em hẹn tới 3-4 lần nữa. Vậy thôi là em sắp vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày. Cái em nói ảnh là
à, anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo để đừng để em thức dậy, em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe, ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thành quần như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà ảnh không dậy luôn, em tức quá. 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Hồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ, thôi kệ ngủ luôn, mai vậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua đang nghỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền, đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ anh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt đúng không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? Ba cũng lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy lần thứ hai nhà, lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai em add fan lại mấy cái con yêu cũ em Facebook. Rồi, dạ sao? Em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết là xem like bao nhiêu hình gái, add fan bao nhiêu. Trời, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add fan gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add fan. Cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em à, chồng em không nghe. Cái cũng add fan gái lạ rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn, laptop bay, điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về một tháng luôn á chị. Ôi bây giờ lỡ là kể luôn lần thứ ba đi. Để ông mày kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Cứ để vợ đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ không thích. Vợ nói là cái tóc cắt như cô hồn. Rồi sợ sẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm anh cắt tóc này kia. Em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi, bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không ý mình nữa. Cái xong rồi tức quá em chào ba mẹ vậy em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc đó em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Là đòi mấy lần rồi? Ba lần. Coi như ba lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là ba lần đòi ly dị. Có lần nào ký không? Dạ thì lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá. Nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giảng hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh mà sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm về hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy. Hay dạ, xé rồi bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, thì em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là đòi ly dị, cãi nhau là đòi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi thì hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy tại chính xác là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm, cưới một lần thôi. Cực quá mà. Giờ chị thấy như vậy nè. Vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng. Thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan, về con cái, về cuộc sống, về kinh tế đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà, chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi.
Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Rồi, cảm ơn em. Không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình mà đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Hơi khó khăn. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào không cũng gặp nhau đó. Khoảng 30 phút nói chuyện gì đó. Nhiều khi 10, 11 mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, đúng cách rồi, mấy căn rồi. Nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi, nên là 9 giờ là phải ngủ. Rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, đó leo ban công rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn rồi, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn, kiểu từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không về được, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về. Mà em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á. Trốn như vậy, đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là vô tình cái gì rồi sao ta? Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bao che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ mà. Ba mẹ em không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt quay. Bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục, 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, mà ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu con. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi, ra đó ngồi. Cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Rồi xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Chính xác. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói gọi là hai nửa vầng trăng á, là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á, là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á, xong bị đầy xuống. Đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi. Đưa đúng tiên rồi. Nữ xuống, đạp tiên nữ xuống nó rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy bắt đầu năm là gặp trời, luôn. Mấy chục năm trời mới được vậy. Lúc mà con chuẩn bị cưới á, con mới chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi vậy nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi vậy đó uống cà phê, cái bạn hút thuốc rất chảy đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời khấn Phật sao mà thiệt luôn á, mà linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài đó, mà ngắn tâm linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Con như xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không?
rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, và từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn quá, dạ. Sắp xếp mặc đó. Mặc dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng nghĩa là hai chữ định mệnh. Chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới đi. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng không? À, em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, những cái chuyện mà ví dụ như em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ như thế nào? Họ giữ cho nhau lên lúc đó. Thì đó về khoảng cách về tuổi tác. Nhá cái đi, nhá cái đi em trả lời. Tuổi tác này cái nọ, họ có hòa hợp không hay như thế nào đó. Đúng luôn á, giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 18, 17, 19, tuổi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách. Khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy coi hoạt hình, tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì, coi tùm lum á cô. Tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết cháu cần ăn gì chú đi mua. Con nói cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha. Nhưng mà có một cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, con nói ồ cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì. Hiểu tâm lý em vậy luôn á. Con phải đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đúng đó. Đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là đó ngày là mai tiên. Có. Không có ước mà ngồi. Không có gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia á là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ á là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi phải suy diễn. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á. Là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á, anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con hả? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á, thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á, thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói như vậy. Nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à. Mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô làm ông chú chứ. Không, bạn mấy đứa luôn. Là mặc đồ y chang luôn, kiểu Áo thun rộng rộng rồi này kia. Nghe kể sao em thấy hình ảnh em chổng không? Anh em giống nhau quá trời. Con trẻ hóa, giống như giờ con
lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ mà sao rồi cái chuyện cái đó là cái kinh... may mắn của mình á. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói, anh nói. Anh nói đi. Ok. Vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi wow, em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Kiểu vợ con có cái tính rất là hài hước, hay chọc ghẹo rồi này kia trong nhà vậy đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Rồi vợ con sẽ là người quản lý, hết luôn mà. Vợ con cái gì mà đưa vô trong két sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra, tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà. Là con thí dụ con đi làm gì về tới cái gì, vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Từ lúc nó tuy là nó ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị phơi đi. Và con không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là xây rồi mới chuyển chính thức trong về căn đó. Nhà đó Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, tự quán xuyến cái nhưng nhà mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sum họp đó ha. Gom tụ lại một nhà. Rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn cái buổi trưa, trừ những cái buổi mà đi quay ấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình, đúng rồi, để có cái không khí nó ấm cúng với đúng nhau rồi. Hay còn nếu buổi tối mình rảnh á thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối rồi, tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó không có cởi mở. Nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi nên liền, nó rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Có bây giờ tình yêu thì là khác. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không?
Xong anh Phượng cứ cản con không cho con vô. Đừng đừng em đừng vô. Chứ không mà em năng nỉ mãi rồi mở phòng ra hết hồn. Quần áo dục lên tứ tung luôn. Là không biết từ đó rồi đó. Tức là đồ của lông dục góc, quần áo đi quen dục góc, giày dục góc luôn là tùm lum á. Con mới nói với vợ con là em đừng có vô. Vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con mà gài vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em. Anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Đúng rồi. Coi như ổng bừa bộn đó. Ổng bừa bộn mà ổng muốn giấu. Ổng muốn giấu. Là chỉ có cái bừa bộn thôi hả? Còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con là con làm mà con không có kiểu vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó, nó sạch sẽ tương tất đúng không này đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp nè, còn tật xấu nào nữa không? Tật con nói xấu đi. Là hay như là hay xì hơi ấy cô. Xì hơi thì không xì hơi nhưng mà nó kinh khủng lắm. Con đã nói rồi. Con á là con canh như vậy nè, tự nhiên con biết vợ con mà vợ con hay ngay với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém. Tự dưng đắp nguyên cái mền. Con ém bắt đầu con hay da bộ con đắp mền là chính là hết, vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó. Quái đảng á đúng không? Quái đảng á. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn nữa. Còn nói vợ giỡn mẹ ơi, mẹ vợ ở ngoài à. Bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa. Mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Rồi con có muốn anh Thường thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu về tự xếp với nhau. Dạ, hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Giờ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo đó. Thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết cái áo đó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ, con để nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này, tủ kia bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ cho là chỉ nó bây ra giờ một nhà rắn mắt quá hả? Bây giờ nó đang nhận nhà. Lầy thiệt á, Thuận chưa từng thấy á thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị ơi. Là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó con. Hai đứa nít á đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ món là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong mới được tụi con dậy trễ. Rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn chị. Nó thành giống như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai với nhau bên thôi, nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy. Đúng thì rồi. Con không biết nó kéo dài được bao lâu nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng đã có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này rồi. Vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vẫn có chứ. Theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là chiều con quá. À, quá chiều quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói, người ta chiều xuống gọi là tiện vợ. Trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi, hiểu mà đi mà sambo trong bụng tại nhau tại vì á là nhiều khi nè coi hay gì thôi, nhìn thấy gì thôi cái gì, vợ giả bồ rủ đi ăn. Rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè, nè em mua cho anh nè, xong nó cho chưa làm gì đó tiền của anh, nói em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê coi như cái tật xấu là
quá chăm sóc cho mình. Trời ơi, nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi đi, điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi con không ăn được, cái cũng không, cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con đó, ở nhà đó, con ăn nhiều quá cái con mập. Bị lên ký đúng không? Nãy giờ anh Tuyên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập đó, thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể, anh đó, anh rể con tên Hậu, anh Hậu mặc size gì cỡ ông, cỡ anh ông, anh nói ừ thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc size gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì, bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại. Mua thì tao vô tao lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá. Mua mấy quần hình tam giác rồi không ngại quá, tại vì vô nó toàn đàn ông mà tự nhiên con mom men vô lựa quần cho chồng. Là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con giả bộ hỏi. Đáng yêu để kể là chắc cầu tới tháng sau á, bây giờ đang yêu cầm quá dễ thương rồi. Quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại, con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mặt như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được. Không cần phải thay đổi, không cần phải lớn không lên, cần cái không gì cần hết. Phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á, là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều rồi, mình sẽ có cách hết. Cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho, nên là có hậu thuẫn từ gia đình nhiều hết trơn. Rồi là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Dạ, chứ không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi, con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được đó. Kiểu như... thôi bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng được sau dạ luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng đó. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Dạ, đó okay. Cho nên là đúng không? Em có muốn lời gì chúc cái người... Không, thật sự là em thấy là... Ngọc đó là Thuận, là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mà Ngọc Thuận mới ghê chứ. Ngọc Thuận. Dạ. Nó là Ngọc Thuận đó. Nó tên là Ngọc Thuận đó. Mà vô là Ngọc Thuận đó. Xong rồi sắp sửa tụi con làm là cũng màu ngọc, màu xanh ngọc trong nhà. Rồi. Thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn. Đó. Mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Đã. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa càng đẹp. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi. Cầu được ước thấy. Anh nói là cầu được ước thấy một chút xíu mà lụm được bóc cái nồi luôn. Cái đồ chùi nồi. Nồi là coi như năm nay có tin vui luôn. Đó. À có bóc cái chùi nồi đó. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi. Hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Dạ. Cảm ơn cô, tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Bin cái là coi như 100% điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok.